là tình nồng cháy. Nếu như ai đã nhìn vào bài nhạc mà đạt được rồi thì thôi. Còn nếu như ai nhìn vào bài nhạc mà vẫn không đạt được thì tự xem lại vì sao mình đạt không được. Vì do không đọc được nốt nhạc hay đọc được nốt nhạc mà đàn không đúng nhịp. Và xem tiếp phần hướng dẫn sau đây. Bài nhạc được viết ở nhịp 3-4. Về lý thuyết nhịp 3-4 thì tôi đã trình bày ở những bài trước. Và bài nhạc gồm có 4 ý. Mỗi một ý có 4 ô nhịp. Đây là ý thứ nhất, 4 ô nhịp. Ý thứ hai, ý thứ ba và ý thứ tư. Bốn ý này được viết đối xứng với nhau, giống như là câu hỏi và câu trả lời, câu hỏi và câu trả lời, giống như chúng ta làm bài tập làm văn. Ý đầu tiên đó là ta ta da da ta da 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 da. Ý thứ hai ta da 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 ta da 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 da. Và ý thứ ba ta da da ta 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 da da ta. Và ý cuối cùng đi 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 ta da da da. Và sau đây chúng ta sẽ thực hành trên đàn guitar. Đầu tiên, bài nhạc được bắt đầu bằng nốt mi ở dây số 4. Mi 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 do si. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai bắt đầu bằng nốt rê ở dây số 4. Rê 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 do si la. Và ý thứ ba bắt đầu bằng nốt la ở dây số 5, đó là la. La do mi la. Chú ý nốt la ban đầu chúng ta học bằng ngón số 2, nhưng nếu như chúng ta đánh la do mi la, ngón số 2 nhảy xuống thì chỗ này sẽ bị gián đoạn, cho nên chúng ta có thể dùng ngón số 3 đặt xuống ngay chỗ này la. Toàn bộ ý thứ ba như sau. La do mi la la do si la mi. Ý thứ tư là ý cuối cùng, bắt đầu bằng nốt son ở dây số 3. Son